À, xin chào tất cả các bạn. Trước mắt các bạn thì mình có một cây linh sam quái, có một cái cành rớt bỏ lên trên cái chậu hình chữ nhật các bạn. Thì cái cây này mình cũng làm chắc cũng cả năm trời các bạn mới ra cái tay cành vậy. Ha, từ một cây quái nè, rồi cái uống tay cành vậy. Thì nói chung cái cây này các bạn thấy là nó không có gì hay ho chứ đó. Không, mình chế nó các bạn. Ha, thì nó ra được gì? Thì hôm nay mình có cây quái giới thiệu bạn, thì cho bạn xem là mình có một cái lô linh sam mà cũng mới quái gì đó bạn ha. Mình uống sẵn rồi, mình giao lưu bạn đây nè. Thì mình đang ở vườn ở xe đét các bạn. Vườn xe đét của mình thì cũng mới làm thôi. Cây thì lum la đó, thì cái đám cây này lúc trước mình cũng có làm, mà mình cũng có giới thiệu bạn là mình có làm đó. Rồi nay thì nó cũng đã có tán, đầy tán rồi. Thì mình hôm nay mình đưa lên mình giao lưu với bạn nè. Thì trong đây nó có ba loại các bạn, mình chia ra ha. Cây bự xíu, rồi qua đó cây nhỏ xíu, rồi cây nhỏ chút nữa. Thì cái giá của nó là 350.000 một cây ha. Mình đánh số cho này, 350.000 một cây, rồi 300 các bạn ha, 300. Rồi xong cái ở dưới đây thì 250 đó, cây nhỏ hơn xíu. Còn cái bộ tàn nhánh về cái cây quái và cây bay, chủ yếu đây là cành bay với lại có một vài cây quái bỏ cành rớt ha. Đây rồi cũng có cây lùng lực, thì cũng có cây đế thú nhìn lum nè ha, trong đây lum hết, mình có đánh số cho này. Thì các bạn biết cái cây của mình á, mà nó có cái tán thế này nè, thì mình ship nó rất là tốn khí mà. Đây mình phải bỏ vô thùng xốp thế này, một cây nó vô thùng xốp rồi. Mà nếu các bạn lấy hai cây á thì mình bỏ được thùng xốp này. Các bạn nào mà lấy hai cây ha thì mình sẽ bao ship luôn. Còn nếu mà bạn nào mà lấy một cây á là phí ship nó 40.000 nha các bạn ha. Tại vì cái cây này các bạn thấy là nó thành phẩm như thế này thì các bạn ơi, như cái cây này nhỏ xíu 250.000 nhưng mà cái tán nó bự thế này, bạn không thể bỏ vô một cái gì nhỏ được, các bạn phải vô một cái thùng xốp như thế này nè đó. Thì các bạn biết cái thùng xốp này hết 20.000 rồi ha, một cái thùng. Ở trong khi đó nó là phải tiền ship nguyên cái thùng như thế này nữa đó, thì nó tầm khoảng 40.000 cho một cái cây ship thế này. Thì nếu các bạn nào mà lấy hai cây đi, mình bao ship luôn ha. Bạn lấy hai cây đi, thấy có thể mình lấy cây nhỏ cây lớn đi, hoặc lấy hai cây lớn cũng được. Thì hai cái lớn mình sẽ đóng vô một cái thùng bự nữa các bạn. Mình sẽ ưu tiên cho bạn nào mà lấy hai cây mình sẽ bao ship ha. Còn một cây là 40.000 phí ship nha các bạn ha. Mình nhắc lại ha, một cây á thì 40.000 phí ship, nhưng các bạn lấy hai cây đi mình sẽ bao phí ship cho bạn luôn ha. Đó vậy đó. Rồi các bạn, để mình nè, bỏ cây này xuống đây đi, đưa cái chậu đó lên, chậu không á, để cái mình để cái cây vô demo cho bạn luôn ha. Nữa các bạn về có thể bỏ vô cái chậu giống gì là ok luôn á. Rồi lên cái số 1 đi, đây các bạn số 1 ha. Đó thì mình có thể mình để vô cái chậu thế này. Cái này á, thì mình có thể mình để một bên nhưng mà này do là nó cao quá nè, bạn vô vô cái chậu gì là vừa nè. Mình quấn cái cành bay sẵn rồi thì cái chậu nó nằm xuống vậy nè bạn ha, nó nằm thấp xuống dưới xíu là nó vừa luôn đó nè, các bạn thấy không, nằm vô cái chậu thế này nè, đã vừa luôn á. Này thì nó hơi cao quá, các bạn về á thì mình có quyền mình rút nó ra. Cái cây này á, là nó đế nó rễ nó cứng trong này rồi nè, mình không sợ ha. Mình rút ra thì cái phần rễ của nó như thế này nè, phần đế, từ phần đế nó xuống á, thì các bạn thấy mình cắt cái này bỏ đi, cắt lấy cái dao bén mình cắt luôn các bạn, cắt cho đứt qua đây luôn ha, cái rễ con cho đứt luôn. Thì mình lấy cái phần này mình bỏ vô cái chậu để nó mỏng thế này thì nó sẽ nhô lên một phần đế như thế này đó, các bạn thấy không. Thì mình cắt cái từ cái chậu nó dày như thế này, những này mình cắt bỏ bớt thì nó sẽ nhô lên vậy, thì nó giống như cái này các bạn đó, nó sẽ nhô lên ở trên cái chậu mỏng như thế này. Nếu mình để như vậy thì nó sẽ cao quá bạn ha, nó cao quá đó. Vậy thì mình đưa vô cái chậu chữ nhật như thế là vừa luôn á ha, hạ cái đít đầu xuống xíu thì là ok ha. Rồi số 1 các bạn, số 1 350.000 ha. Rồi tiếp theo số 2, thì hai cái cây này hình như là nó giống giống nhau nè, nhưng mà cây nằm bên đây nè, cây nằm bên đây nữa bạn ha, một cặp ha. Số 1 với số 2 là nó cặp đó bạn. Rồi số 2 nè, quay vòng các bạn xem ha. Đó, số 2 củ đế thì nó vậy nè, bạn nâng nó lên thì nó sẽ ra cái củ đế thôi, tại mà lúc mình vô thì mình vô nó hơi thấp các bạn.
À, như mấy cây này là hình thú các bạn, số 3 nè, hình thú thì mình để ngay giữa luôn, hoặc để trụ vuông này, hoặc là mình để cái trụ tròn vẫn được các bạn ha. Cây số 3 cây số 4 này cũng là một cặp nè, đó, nó cũng là một cặp thú giống giống nhau các bạn. Bạn nào có thể lấy cái cặp số 1, số 2 hoặc là cặp số 3, số 4 thì giống nhau đó ha. Rồi số 3, tiếp theo là số 4 nè bạn, thấy không? Đó, giống nè, của mình giống như thú ha. Tàn thì cái cành nhánh thì mình bẻ đủ hết rồi. Quên mình cho các bạn xem cái củ nó, cái cây này nó tầm khoảng 18 đến 20 đó bạn. Ha, à, đó người cái thằng này nè, đây thì nó bự rồi. Đó, nà ná vậy thôi. Chủ yếu là thì mình bán cây lúc nào giờ bạn biết rồi đó, không có cần thiết phải to kích cỡ như đâu. Chủ yếu là nà ná tầm khoảng mười mấy 20, thì quan trọng cái form tàn nó đẹp, rồi cách mình uống, rồi cách cúc đế thôi. Rồi số 4, số 4 với số 2 thì số 4, số 3 có thể ăn cặp các bạn. Tiếp theo số 5 ha. Nè, số 5 thì nó là một cái cây nghiêng mà cái dáng bay nữa, mình lúc nào quánh cái cành bay ha. Đó, ở form tàn nó thì mình cắt. Mình thường làm các bạn thấy là mình cắt nó sát lắm. Cái cành của mình, cành nhánh rất là nhặt ha. Có cái cốt cành thì có nhánh rất là nhặt, chứ không mình không có để dài các bạn. Đúng ra cây này các bạn thường là nó dài lắm. Sau khi mình quánh cái tay cành nó xong rồi nên mình cắt. Cắt thành nó form tàn luôn các bạn thấy không? Cây này mình mới cắt hết. Thì đúng ra là nó có bông hết rồi các bạn, cái này là bông rất là nhiều rồi đó, nhưng mà mình cắt á thì các bạn này thấy đó, bông nó ở trong đây nè các bạn thấy không, đang lú lú nè, do là mình cắt ngắn các bạn. Thì cái cây của mình nó cái phơm tạng rất là đẹp ha, bông thì nó hơi thưa xíu khi mình cắt á. Mình muốn cho bông nhiều á, các bạn về cứ để thả rừng nó ra, nó ra dài dài khoảng nhiêu là nó có bông nè, mình chơi bông xong cái mình phơm cái tạng lại. Thì cái cây này đó là cái cây mình đã cắt tán xong hết rồi, các bạn thấy là bộ tán rất là đẹp rồi, chứ mình không để dài ha, này mình mới cắt tán. Rồi số 5 các bạn, 350.000 ha. Thì hầu lúc tới giờ đó là mình lúc nào á là mình cũng là làm cái cây nó rất là on cái tàn các bạn, không có để lùm xùm. Các bạn thấy nè, cây này nè cũng đang ra bông. Thì này cái cây này mình cũng nói lại đó là cái cây linh sam siêu bông nha các bạn ha. Cây linh sam siêu bông, tức là bông rất là xiên, nó có suốt luôn. Thì hết được bông này tới được bông khác nè, các bạn thấy là mấy bữa nay là do là mình cắt cho nó đều tán đó, chứ mình xả thả nó ra nó là bông rất là nhiều các bạn, cũng kín luôn đó. Mùa này là mùa bông của nó nè, các bạn thấy không? Hình như là cái chớp nhánh nào nó cũng có bông hết trơn á. Đó. Thì đặc biệt cái cây siêu bông này thì nó chỗ rất là xiên ha, bông thơm. Đó. Số 6 các bạn, 350.000. Giá nó không phải là mắc đâu bạn, nó rất là mềm luôn. Mình uống cái tay cành này là khoảng 6 tháng các bạn. 6 tháng mới ra được cái tay cành này. Trồng trước đó khoảng 3 tháng nữa, thì tổng cộng cái cây này khi mà mình lấy phôi về mình trồng đến bây giờ là gần 1 năm nha các bạn. Bỏ cái chậu này xuống luôn rồi. Đó, gần 1 năm trời nha các bạn mới được cái cây như thế này. Thì mình ở trong cái này, cái bầy này thì mình uống nè. Đó, sau này thì cũng có một số anh em uống tiếp cho mình. Thì nó mới ra được cái tay cành như thế này, thì lúc nào mình cũng làm cái phôm tàn của nó là hình tam giác, các bạn thấy một bên vàng bên ngắn ha. Đó. Cây nó cành nhánh nó chuẩn các bạn. Từ cành nhánh ở trong đây á, cái tàn mặc dù nó kín á, nhưng mà cái cành nhánh mình đã đưa ra cái tay cành nó chuẩn hết, chứ không phải uống như hàng chợ các bạn. Sau khi các bạn về thì nuôi thả rừng, vừa thả rừng vừa cắt thì nó sẽ ra một cái cây đúng chuẩn của cái tàn nhánh nó luôn, các bạn thấy không? Bên đây ngắn nè, bên đây dài nè, nếu mà cái cây nó ngã gì đây thì mình lấy về cái tay cành đây, hoặc là cho nó bay qua đây các bạn. Thì cây này á, mình cho cái cành lả trở về cái phần gốc nè ha. Rồi số 7 các bạn, 300.000. Thì cái đó là mình giới thiệu sơ về cái cây của mình làm thôi, giống như cây này cây quái hai cái thân nè các bạn không, một thân chính nè, bộ đế thì lúc nào cũng có nằm dưới. Cái cây này mình trồng nó hơi sâu các bạn, để cho nó ấm, để mình tạo tán nó nhanh thôi. Bạn về thì cứ nâng lên giống cái này ha, mình hồi nãy mình đã nói rồi, thì mình nâng lên nó sẽ có củ đế thôi. Nè các bạn cắt bớt cái phần này đi để cho lên cái chậu mỏng các bạn, chậu mỏng của mình thì nó tầm khoảng nhiêu thôi, thì mình có quyền cắt. Dưới đây các bạn cứ cắt vô đây ha, cắt đứt ngọt luôn. Rồi bắt đầu mình vô lại, thì cái phần này mình thả nó từ đây nè các bạn, mình con nó xuống, tức là từ đây mình lấy cho xéo xuống này thì nó sẽ lộ cái bộ đế lên thế này hả. Rồi sau đó thì mình tưới nước từ từ nó sẽ chốc ra nè, các bạn thấy củ đế nằm dưới ha. Thì cây này là cây hai thân quái các bạn ha, mình cũng ra cái tay cành rất là lạ luôn đó, một thân nhưng mà một cái dây cành nó gom lại tạo ra cái cây lạ nữa các bạn. Rồi số 8 các bạn ha, thì để mình giới thiệu cho các bạn từ cây như vậy để cho các bạn có cái hướng để mà chơi. Thì cây này là cũng là cây hai thân mà tàn đa nữa bạn, hai thân tàn đa mà cái phần thân của nó ốp lại hai bên rất là đều ha. Cây này cũng là một cây dáng lạ, số 9 các bạn, 350.000. thì cây này mình đã uống tàn đều tàn đa, các bạn thấy là tay cành mình cũng chiết chi chứ không có uống lùm tùm lùm ha, các bạn thấy không, chiết chi từ tay cành hết rồi đó.
cây nào cũng có hoa hết trơn nha các bạn. Thì nói chung là một cái cây mà mình làm á, bỏ một công sức ra mà để làm từ cây phôi cho đến nay là cả năm trời các bạn, mà giá nó chỉ có 300 mấy chục ngàn thôi, thì các bạn thấy là không mắc các bạn ha. Do là bây giờ cây nó đã nhiều rồi chứ lúc trước không có cây thì mắc các bạn nè, 350 ngàn. Cây số 9, tiếp theo cây số 10 các bạn. Cây này thì nó bự ha, nó là lắc chực mà nó lắc nè, tán thì nó cũng đều hết trơn à. Nếu mà các bạn thích nào cây chực thì lấy cái này đó, đế thì nó đã có dưới nha bạn, đế bự lắm, nổi dưới đây nè. Cây này cốt lớn, cốt này hơn 20 các bạn ha. Rồi số 10, 350 là hết cái cây 350 các bạn. Tiếp theo thì còn lại cây 300 thôi ha, 300 rồi tiếp nữa là cây 200. Thì cái phần thân nó hơi nhỏ hơn nè các bạn thấy không, phần thân nó thì mình cầm cái tay như vậy nó bằng lớn hơn cổ, nhỏ hơn cổ tay của mình xíu các bạn. Cây này chắc bằng cái cây mấy tiếng á, thì nó nai vậy thôi, nhỏ lớn một xíu không sao các bạn, quan trọng cái cây của mình có cái phong tàn chi cành mình uống chỉnh nha các bạn. Về chơi thì lâu ngày nó sẽ có được cái tay cành chuẩn các bạn ha. Cái này mình nữa mình cho rớt xem xíu nữa thôi, đừng rớt nhiều quá bạn ha. Bên đây cao, bên đây thấp thì mới tạo ra cái tán lạ. Ủa đế trong đây có sẵn rồi ha, đó cây này vô cái độ vuông như nãy là ok ha. Xem một vòng coi, đây mình chậm lên cao các bạn xem nè ha, tán rất là đều luôn nha các bạn. Đó, số 11, 300 ngàn, số điện thoại trên màn hình ha, nhanh tay lên các bạn ơi. Đây, để đây số 12 cũng là 11 ấy, cũng là 300 các bạn ha. Từ cái số 10 số 10 mấy quên rồi, số 11 cái đi các bạn. Rồi số 12, 300 ngàn, tán đều cứng luôn. Tiếp theo 13 các bạn ha, đây này cái cốt nó bự nè, cốt nó quá trời bự luôn nè, đó tán thì kính hết trơn rồi ha. Số 13 300 ngàn. Tiếp theo số 14 các bạn, mỗi tay quá, cái này chắc phải mình làm cái giá mình để cái điện thoại lên các bạn ha. Số 14 nè, đây rất là đã các bạn ha. Đó, cành nhánh rồi là phần gốc phần đế gì nè, cái củ đế nó nở lắm, mẫu nằm trong đây nè. Còn giờ cứ nâng lên giống như cây đó sẽ ra phát đế hết ha. Số 14 ok, 300 ngàn. Tiếp theo số 15 các bạn ha, đó là một cành bay ra nữa nè, thấy không, phơm tàn nó nè, đó bay ra. Rồi xem vòng coi ha. 15, tiếp theo số 16 các bạn, đây để nằm dưới nha bạn. Do là cái cây này đó, lúc trước mình vô đó, nó hơi thấp xíu bạn, ra là không thấy được cái đế ha các bạn. Cứ về cái nâng đế lên bao bằng luôn á, cây nào có đế trên á nè. 16 quá đẹp luôn ha. Tiếp theo 17 các bạn, đó cái này là lùng lực các bạn, lùng lực có cành lả nè, thấy không, cành bên đây, cành đây nó thấp, cành bên cao mình lả nó xuống bạn, thì nó sẽ tạo cái phơm tàn đều nè ha. Ở cái này chiều cao nó là rất là ngắn nha bạn, này mình để vô cái trụ nhỏ mà lộ tròn á, nhỏ cái số này nè, vẫn là đẹp lùng lực luôn bạn ha. Số 17 đằng sau nè, mình có cành thông đằng sau bích luôn nha bạn. Ha. Rồi số 17, tiếp theo là số 18, đây 300 ngàn, cây quái luôn ha, coi nè cụ thế cho nó nè bạn, cho bằng hoàng lên ha, lạng qua không bung cái tay cành ra nè bạn thấy không. Đó, tay cành là mình uống chỉnh thôi các bạn, không lo ha, mình đem về là mình nuôi cho nó lớn lên thì cái cốt cành này nó đẹp thôi nè, cốt cành làm là ok hết rồi đó, ha quá ha. 18, 300 ngàn, giá rẻ bất ngờ luôn các bạn. Cây này lúc trước là mình bán khoảng 400-350 gì đó bạn, giờ thì nó còn có 300 thôi ha, mà cái cành nhánh thì giờ nó đẹp hơn lúc trước mình mới uống à giao lưu rồi nè. Con thấy cây cành giờ đều không, tán cắt con tán ở trong nào không. 19, 300k, 20 các bạn nè, củ đế nè, còn năng củ đế là giống thịt củ đế luôn đó ha. Đây 300, cái này là mình không có thời gian mình vô chậu nữa. Với lại vô chậu thì ship nặng lắm, giống như gì mình vô chậu thì ship nặng lắm, thì mình để trong cái này giao lưu cho bạn về các bạn tự vô chậu ha, cho nó nhẹ ship đi cho nó nhẹ dễ ship đó. Quan trọng là cái bộ tán mình cắt cứng hết trơn à, thấy không. Rồi 21, 300 ngàn, 22 các bạn, đây đế thì các bạn đừng lo ha, cái đế này nè nó nằm dưới đây một cục á, thì tại do là chôn sâu thôi mình không có nâng lên các bạn, vậy các bạn xử đi ha.
22 tỷ bán luôn. Tiếp theo là 23 nè các bạn. Đó. Nha, bán bên đây kính đó nè, bên đây là mặt khẩu của nó, bên đây mặt tiền các bạn. Đó. Đúng không? Quái lạ ha. À. Đó. Rồi 23. 24 các bạn. Đây, đế có đầy đủ ha. Bạn đừng lo vũ đế nằm dưới á. 24 các bạn. Cái này kính tàng luôn à, này lùng lịch nè. Cái này là dạng nó là mini nha các bạn. Ha, nó là mini chứ không có lớn đâu. Nè. Đó là ha, hơi lớn thôi. 24 các bạn. Rồi, tiếp theo 25. Đó, quái lạ luôn ha. Nè, bạn. Cây nó độc đáo không? Đó, lùi dần xíu thấy mới hết nè. Rồi. 25 các bạn. Đây. 25. 26. Đây, giống con vậy luôn. À, cây này tán nó còn hơi thưa xíu bạn. Nhưng mà cành nhánh thì nó cũng vô hết trơn rồi, vô thế nó hết rồi. Ngày mai nó lớn lên thôi. Cái phần đế thì rất là đẹp các bạn nè. Ha, y như con vậy luôn. 26 các bạn. Rồi. 26. Tiếp theo là 27 các bạn. Đây. Giá có 300 cành thôi. 300 cành mà đổi lấy 4-5 cành luôn nè. 4-5 cái cành cây luôn. Rồi 27 các bạn. 28. Đó, này đúng bay luôn nè. Này để vô cái mâm dài được ok nè các bạn ha. Đó, kính tạng cho các bạn. Đó, chuẩn bị ra bông quá trời luôn nè. Rồi ok, 28 300.000. 29 nè, thấy không? Tán của nó xum xê luôn, cây này cũng lùng lịch ha, bỏ vô cái chậu tròn đi. Thì hoặc là để lên cái chậu mà vuông mỏng mà càng mỏng càng đẹp các bạn. Nâng được cái bộ đế nó lên nữa là ok ha. 29 các bạn. Quan trọng phơm tàn đẩy cho nè, thấy không? Rồi 29 300.000. Tiếp theo là số 30. Cái này mình quên cắt hay gì nè. Nó hơi dài xíu các bạn thấy không? Này con nó vô. Con vô đợt nữa thì nó mới kính tàn được các bạn. Cái này mình cắt hơi sót rồi nè. Đó, bạn thấy không? Nếu mình cắt sót thì nó ló cái cạnh nó nằm dài ra vậy đó. Nhưng mà cái cốt cạnh trong thì bạn thấy là mình nó uống nó chuẩn hết trơn nè các bạn thấy không? Đó. Thì mình cắt cái này mình quên cắt cái gì nè, sót à. Nó sót bông quá trời nè các bạn thấy không? Nó hơi ló ra ngoài xíu ha, 30. Đó, 300.000. 31 các bạn. Ủa cái này bự quá ta. Nè cái này bự mà nó là cây bay mà không cao nữa bạn thấy không? Ha, bay không cao. 31 nha bạn. À. Bên đây là cái mặt hậu nó kính mít tàn luôn ha. Đó, à, bên đây là mặt chính nè. À, thấy không? Cái bay không cao nè. Đó. Đây, 31. 300k. Tiếp theo là 32 các bạn. Ha, cái này quánh kịch rớt luôn nè. Thấy không? Hồi lại ha. Đó. Quay vòng coi. Ok. 32. Đó. Có 300.000 thôi bạn. 33. Ủa, này là bay mà còn quái nữa chứ. Nè, thấy không? Mắt mấy con mèo đây nè. Nào mà xích chú quái thiệt quái nó. Cụ đế nó nâng lên nữa đã luôn bạn ha. Nè. Đó. Để xuống quay vòng coi. Đó. Quá không? Quá lạ luôn các bạn ha. Rồi 33 trước giờ các bạn cứ nói là mình uống sẵn đi. Đây bạn 34 các bạn. Giao lưu của bạn thì hôm nay có lâu rồi ha, uống sẵn này lùng lịch. Rồi 34. Tiếp theo 35 các bạn. Đây nè, cành quái ca cốt quái có cái cành bay hồi lại nè các bạn thấy không ha. Hồi xuống cái phần đế của nó nè. Này nâng đế lên nữa bạn, đế không lắm trời ha. Do là chưa nâng lên thôi. 35. Đó, tán đều gan luôn. Rồi, tiếp theo. 36 là một thằng lùng lực nữa nè, giống như cái mình thú nữa nè ha. Đây. Bên đây nó vẫn có đế nữa các bạn. Rất tiếc là không có nâng cái đế lên ha, đây nè. Nè các bạn thấy không? Đó. Nguyên cái nâng luôn cái củ này, nâng luôn củ này lên các bạn. Rất là lạ luôn ha, như con thú luôn nè. Đó, đế thì cứ ngắt luôn rồi. Cái tán các bạn,
đám thứ nhất luôn. Cạnh chi cạnh đúng trơn ha, lắc lượn luôn. Rồi 36 giá có 300.000 thôi các bạn. 37 nè, thấy không, cây rất là lạ luôn ha, có bông luôn ha. Đó, nâng lên coi coi đó, thấy không đó. Rồi 37 đây, 37 các bạn ha. Rồi tiếp theo 38 các bạn, đây nè, có tay cành bay ra nha. 38 đây, bự quá. 39 là một cây gì đây, rồi cây này củ đế phê lên trên này, tay cành thì mình uống rất là dài ra, có qua luôn các bạn nè. Cây này là uống cành bay quá trời quá đất, cành bay mà bay hồi đầu luôn bạn, bay hồi về nè, phải không đó. 39 quay dụng đây đây đó, cái này mình có thể bỏ vô cái mâm chơi cũng được ha. Rồi 39 40 đó, cái này quái nè, quái giống cái dạng này nè bạn, để lên trên cái mâm mà cho nó bay cái cành, nó rớt cành này xuống nè, thấy cành rớt này thì cũng mới vô thôi, bây giờ là từ từ mình cho nó rớt thêm, mình hạn chế, mình khống chế cái phơm này đi đó, phơm nó kín là mình cứ cắt nó hoài thì nó tạo ra cái cành rớt xuống các bạn, dài xuống thêm ha. Rồi phơm đạn rất là đẹp luôn các bạn ha. Đó. Số mấy đây, 40 các bạn, 250.000, vậy là từ cây 40 giá 250 các bạn, nó vô nó nhỏ hơn xíu à, ha. Đó, so với cây nãy nhỏ hơn à, tay cành thì nó cũng giống nhau, tay cành là kính hết rồi ha, số 40. Rồi tiếp theo 41 cũng là nó các bạn ha. Ha. Số 41 ha, cũng là cái tay cành nó phóng xuống mà đó, quá lạ ha, tạo ra một cái cây lạ nè. Đó, thấy không, đó, tàn thì nó kính hết trơn rồi, không. Rồi ok các bạn, 41 giá 250.000 nha bạn. Từ cây 40 thì giá 250 này cũng vậy nè. Đó, cành nhánh thì mình cũng uống cũng ngon lành rồi, nhưng mà con cái thì nó còn nhỏ, cái cây nó nhỏ hơn, thằng giao lưu giá rẻ hơn xíu ha. Nè, thấy không, kính tàn hết trơn rồi nè. Đó, này cũng là quất cành rớt nè. Đó, từ từ cho rớt thêm. 42 các bạn, 43 một cây gì đây, quái quá lạ luôn, cũng có cành rớt nè, thấy không, đây nè, cho nó rớt xem xíu nữa đó, ha. Ok, số 43 à, đằng sau cái mặt đó, thường mình làm cái mặt tiền thì cho nó thoáng ra, chứ mặt đằng sau mình làm kính luôn nữa mà, thấy không. Rồi thân nó thì quái lạ rồi đó ha. 43 tiếp theo, 44 các bạn, đây cũng nó nè, cũng nào mình quánh cái tay cành nó một bên dài bên ngắn hết trơn các bạn ha, phóng ra bay ra nè bạn, thấy không, thì lâu ngày nó sẽ có cái cành bay rất là đẹp luôn á. Mới thì nó vậy ha, mình uống nó nằm ở trong quán trơn rồi, chính thành phụ có sẵn hết trơn rồi ha, đằng sau này nó bay ra thôi. Số mấy đây, 44 các bạn. Rồi 44 tiếp theo là 45, còn mấy cây mình có năm mấy cây đó các bạn ha. Đó, 45 quá lạ không đó. Rồi 45 đóng tiêu rồi, đây nè các bạn, 45 46 các bạn ha, cây nào cũng có cành bay ra hết trơn đó. Đây 46 đế nằm đúc mẹ tiêu rồi, các bạn thấy nó nở xuống đây các bạn biết rồi nè, ra cái củ nè ha, nằm dưới á. Rồi 46 bạn, 47 bạn ha, này là tay cạnh rớt xuống luôn nè đó. 47 rồi, tiếp theo 48 này quá dữ nữa ha, cạnh rớt xuống luôn nè. Bốn mươi tám các bạn ha. Rồi 49 tàn cứ ngắt các bạn ơi ha, quay dần quay. Rồi 49 giá 250.000. 50 u cái này là tròn do gì chứ o luôn các bạn quái lạ luôn.
đấy là hoàng ha. Đây 50 đó, đọc lại bình dương nè, tàn bên đây kính hết trơn các bạn ha. Đó 50 51 này, năm mươi mốt 250k rồi, tiếp theo 52 các bạn, 52 cây là cây cuối cùng bạn ơi ha, hết rồi. Rồi mình có 52 cây vô lưu bạn ha, trong đó là có cây 350 và 250, 52 cây ha. Vậy là nãy giờ mình đã quay cho bạn xem 52 cây, 52 cây thì trong đó có cây 350 lớn xíu ha, rồi 300 rồi 250 luôn các bạn. Thì các bạn có thể chọn cái cây đi như ý của mình ha. Đó, số điện thoại thì mình để trên màn hình. Các bạn cứ gọi số điện thoại ha, rồi chọn cây xong rồi gọi. Rồi mình xin dừng cái video ra đây. Xin chúc các bạn chọn được cây ưng ý ha. Rồi xin chào và hẹn những cái video tiếp theo.